Sao? Thằng Mã nó có phát hiện ra không? Không, em bảo là chị thèm ăn chè. Mà em rủ đi, nó không đi đâu bởi vì nó có thích ăn chè đâu. Mà lấy máy của chị gọi thì bị phát hiện ra mất. Chị gọi đi, máy của thằng Mãi đấy, em vừa trôm được. Cầm đi, gọi mẹ em thì mẹ không nghe đâu. Gọi mẹ nó, may ra mẹ còn nghe đấy. Chị đã bảo mày cẩn thận rồi, sao lại lấy máy nó? Có sao đâu, tí nữa thì cứ bảo là em cầm nhầm. Em vừa trôm được, thôi chị cứ gọi đi. Xong gọi xong nhớ xóa lịch sử đấy nhá. Gọi đi. Bị phát hiện là chết cả lút chứ. Alo. Alo. Mẹ đang ở đâu đấy? Về nhà ngay cho con. Ai đấy? Không nghe gì cả. Mình mất sóng rồi sao ấy? Mẹ đừng có mà kiếm cớ. Tắt máy rồi à? Kiểu gì mẹ trả lại một hơi cho mà xem. Mẹ thấy động rồi còn gì nữa. Lần này mà có người gắn nợ còn lặn lâu hơn, không biết làm như thế nào để cho mẹ lộ diện ra bây giờ. Thì không trả nợ nữa là xong. Mẹ hết tiền ăn uống cà phê ấy, thì kiểu gì trả về. Sao chị phải lo làm cái gì? Nhưng nếu chị không trả nợ thì người ta sẽ kéo đến nhà anh Thắng. Chị em mình thì mặt mũi mất quen rồi, nhưng nhà người ta là nhà đàng hoàng. Chị sợ nhà người ta chịu không nổi. Chẳng biết bao giờ chị em mình mới hết khổ vì mẹ đây. Ai dính đến chuyện này cũng thế thôi. Kiểu gì cũng nhăn mặt bọn đòi nợ cho mà xem. Chị cũng không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào đây. Chú Phú, sao chú lại hẹn cháu ra ngoài này? Mà chú đang cầm báo ngược cái này. Ôi giời. Thở dài thế. Từ cái hôm đi họp lớp về ấy, là cô mày soi chú suốt thôi. Mà cũng tại mày và cái Thanh ấy, quên đồ, quên đạc không quên. Quên cả cha với cả chú. Thì cháu đã chân thành xin lỗi chú rồi còn gì. Mà bây giờ về nhà, hai chú cháu thì thầm to nhỏ là rơi vào tầm ngắm của cô mới ngay. Chú tỉnh táo lắm. Thế nhưng mà cháu hẹn chú ra tiệm trà của cháu cơ mà. Tiệm trà. Đi không được mà ở lại cũng không xong. Chú, có việc gì mày cứ nói luôn ra đi. Tiệm trà vấn đề gì đúng không? Không. Tiệm trà của chúng cháu ấy bây giờ hoạt động đang rất là tốt. Bắt đầu đã có lượng khách quen, khách ổn định rồi chú ạ. Thế nhưng mà bạn gái thằng Khánh ý, nó cũng vẫn bia đều đều cho quán. Cũng tốt lắm. Nhưng có điều là bọn cháu muốn mở rộng thêm cái khu sân vườn đằng sau. Để tạo thêm chỗ ngồi cho khách hàng. Vốn thì nó hơi cạn kiệt rồi. Thế nên là cháu muốn mở lời với chú. Chú còn có tiền không thì chú cho bọn cháu vay thêm vay thêm tí nữa để bọn cháu đầu tư. Thảo lấy đâu ra tiền? Quỹ đen, quỹ đỏ đưa hết cho chúng mày rồi, cái gì nữa? Chú nghĩ cách đi. Mà tao chỗ đấy. Chú có chỗ nào đấy? Cái còn y như cô mày, cứ dò hỏi suốt đi. Thì chú buồn cười nhở? Con nhà Tông ấy, không giống lông thì cũng phải giống cánh chứ. Mới từ trước đến nay, cháu nghĩ là chú chỉ có mỗi cô Lan là ngân hàng thôi. Thế bây giờ chú định có chỗ mà chú xoay được nữa thì chú xoay ở đâu ấy? Cố Lan là ngân hàng. Cái ngân hàng ấy nhá, chỉ có gửi vào thôi, không có tất toán. Tao phải có chỗ khác ấy. Này. Đã. Mấy hôm nay con có ra tiệm trà đỡ cho cái Thi không? Con vẫn ra đấy suốt mà. Ơ nhưng mà dạo này mẹ lạ lắm bố ạ. Tại sao con đi chơi suốt ngày mà không thấy mẹ mắng chửi gì đâu? Mày sống với mẹ mày 30 năm rồi, có thấy mẹ mày mát tính bao giờ không? Các cụ dạy rồi, trước khi trời giông bão ấy thì là thường là trời yên bể lặng. Để ý vào,
lộ ra là bố con mình nguy đấy. Hay, con nghĩ chắc giờ này mẹ mát tính thôi, chứ làm gì mà. Mày phải để ý nhá, cư xử cho đúng mực. Chuyện này mà lộ ra bố con mình nguy đấy. Ồ, mà chưa kể cái chuyện là lộ quỹ đen của bố nữa thì... Thôi, hả? Mày đừng có dọa bố đấy. Mày nhìn tao này, nói một phát là lạnh hết cả sống lưng, nổi hết da gà. Bố nhát thế, mà con bảo này, con có cảm giác như là ai đang theo dõi bố con mình ấy nhở? Cái con này, đã bảo đừng có rủ ra đi tụ tập lộ hết đi. Tao đi về. Ui, nắng quá. Đi cái gì về đây? À, em đi Grab về. Mặc có xin số điện thoại không? Bọn chủ nợ ấy nha, bây giờ nó PR quảng cáo có như kiểu là hoa hậu với cả ngôi sao ấy. Contact email đầy đủ luôn. Đây, xem đi. Ôi dồi, giỏi nhá. Cho chị mượn điện thoại. Điện thoại á? Số điện thoại chị chắc vào danh sách đen rồi. Có chủ nợ nào của mẹ mà không biết mặt chị đâu. Sao chị phải trả nợ cho mẹ làm cái gì? Chị cứ kệ mẹ đi. Chị còn bao nhiêu khoản phải dùng đến tiền rồi còn gì nữa. Mẹ em bảo này, chị cứ dặn anh Thắng ấy là chịu khó một tí, cứ ở lì ra là không phải trả nợ thôi. Mà nhà anh Thắng cũng chán ngấy nhà mình rồi còn cái gì nữa. Chị giải quyết được cái việc này thì cũng cải thiện được cái gì đâu. Mẫn, mình không thể vô trách nhiệm như thế được. Dù chuyện này không phải do chị gây ra, nhưng cũng là do lỗi của mình. Alo. Tôi là người nhà bà Lê ở Bích Vân Trà đây. 3 ngày nữa nếu anh muốn có tiền thì qua gặp tôi. Thế nhưng nhá, anh phải đưa bà Lê ra gặp tôi 3 mặt 1 lời. Nếu không tôi sẽ không đưa tiền đâu. Thế nhá. Sao lại là bà Lê ở Bích Vân Trà? Phải nói như thế thì mẹ mới chịu lộ diện ra. Chứ mẹ mày biết chị trả tiền à? Còn lâu mẹ mới xuất hiện. Thôi, đi vào. Mệt không? Không, mệt gì đâu. Bố, ra răng ra các bạn. Bảo gì? Mày bảo cái gì bố? Chuyện rất là quan trọng. Mày với cái gì? Cứ gọi bố ra đây. Đã bảo tụ tập là nghi ngờ ngay. Nghi ngờ cái gì? Con bảo nhá, tí nữa bố sang nhà bác Thành nhá. Bố ngồi uống trà bác Thành đúng 1 tiếng cho con. Ôi dồi. 1 tiếng mới được về. Tao đang đói mới ngồi uống nước trà bác Thành. Kệ bố chứ. Mày làm sao đấy con? Con kệ nhìn, bố chứ. Nhìn bố thế này chưa đủ khổ à? Kệ bố, con đi đây. Cứ nghe lời con đi. Cái con này. Hết mẹ đến con. Chị hành bố lên nhanh. Là nó đang tìm dập bố tôi đấy. Tôi là tôi chỉ. Nhưng mà có điều. Điều gì? Cái mùi. Hay là bà biết là ai? Không, cái mùi này nó lạ lắm. Ôi dồi ôi, bây giờ lại còn phát hiện được cả mùi á. Ừ. Hay là bà phát hiện cái thằng trộm này nó có mùi hôi cánh hay viêm chân gì à? Rồi bà đừng có ba sàng bà láp đi. Đi ra xử lý nó cho tôi. Tôi bóng nhá. Làm sao thế, không biết đừng mở cái mồm ra mà gào lên để em có biết đường. Bị đánh cho tang thương nẻ rồi. Cái mồm của anh
nó không nhanh bằng tiện tay của em.